Cô chào các em học sinh khối 5 thân mến. Chào các em đến với chương trình dạy học qua video kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Thư viện. Cô là Phạm Thị Phương Vân, hiện là giáo viên dạy lớp 5 trường tiểu học Lê Văn Nhung, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng các em học môn toán lớp 5, bài luyện tập về tính diện tích. Để tiết học của chúng ta đạt hiệu quả tốt, các em cần chuẩn bị những đồ dùng học tập sau: sách toán 5, vở ô ly, bút mực, bút chì, thước kẻ, gương. Cô nghĩ các em đã sẵn sàng. Các em lưu ý cần thực hiện an toàn khi sử dụng các thiết bị đồ điện như TV, laptop, máy tính và điện thoại. Các em tránh vừa sạc vừa sử dụng để phòng tránh chán nản nhé. Bây giờ cô trò chúng ta đi vào tiết học. Cô mời các em đi vào hoạt động thứ nhất có tên gọi là khởi động. Ở hoạt động này, cô có câu hỏi như sau. Câu hỏi 1: muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta thực hiện như thế nào? Cô mời con. Đúng rồi, cảm ơn con. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng một đơn vị đo. Câu hỏi thứ hai: muốn tính diện tích hình vuông, ta làm sao? Cô mời con. Giỏi lắm. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy cạnh nhân với chính nó. Qua hoạt động vừa rồi, để giúp các em nhớ lại cách tính diện tích hình chữ nhật và cách tính diện tích hình vuông, và cái tiết học hôm nay chúng ta vận dụng hai nguyên tắc này để thực hành làm bài tập qua bài học luyện tập về tính diện tích, sách giáo khoa trang 103. Cô mời các con mở sách giáo khoa ra nào. Yêu cầu cần đạt của tiết học hôm nay là gì? Đó chính là giúp các em tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học. Các em lưu ý nhé. Chúng ta đi vào ví dụ thứ nhất. Đọc giùm cô ví dụ nha. Ví dụ: tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ. Rồi các con hãy quan sát cái hình vẽ. Rồi. Em hãy nghĩ ra cách chia mảnh đất thành hình đã học giúp cô nhé. Rồi, cô mời con. Giỏi lắm. Cô cảm ơn con. Đúng rồi đó con. Để tính được diện tích của cái mảnh đất này thì trước hết ta phải thực hiện như sau. Thứ nhất, các con chia mảnh đất thành hình chữ nhật A, B, C, D và hai hình vuông bằng nhau E, R, H, K và M, N, B, Q. Bước thứ hai là các con tính đây là hình chữ nhật A, B, C, D và đây là hình vuông E, G, H, K. Đây là M, N, B, Q. Hai hình vuông này bằng nhau. Để tính được diện tích hình chữ nhật A, B, C, D, các con phải cần những dữ kiện gì nào? Cô mời con. Đúng rồi. Để tính được diện tích của hình chữ nhật, chúng ta cần có
chiều dài và chiều rộng. Vậy chiều dài của hình chữ nhật này ta biết được chưa nào? À, cô mời con nè. À, chúc mừng con, chiều dài của hình chữ nhật đó chính là cạnh DC. À, vậy con hãy quan sát giúp cô. Cạnh DM có độ dài là bao nhiêu? À, đúng rồi, 25 mét. À, độ dài cạnh NC là bao nhiêu nào? Đúng rồi, là 25 mét. Vậy độ dài của cạnh MN là bao nhiêu nào? Cô mời con. Chúc mừng con. À, độ dài MN chính là độ dài của QB đó con. À, đây là 20 mét. Vậy trước hết ta đi tính độ dài của cạnh DC. À, ta lấy 25 cộng 20 cộng 25 bằng 70 mét. Có được độ dài hay là chiều dài của hình chữ nhật thì ta làm gì nữa nào? Cô mời con. Ta đi tìm diện tích dễ dàng thôi. Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là bao nhiêu? Cô mời con. Chính xác, cô cảm ơn con. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là độ dài của cạnh BC là 40,1 mét. Vậy ta tính được diện tích của hình chữ nhật con nào? Diện tích của hình chữ nhật ABCD là, ta lấy 70 × 40,1 bằng 2807 m². Ta đã tìm xong được diện tích hình chữ nhật ABCD. Tiếp theo ta đi tìm diện tích của hình vuông thôi nào. À, bằng cách nào cô mời con? Đúng rồi, cô cảm ơn con. À, ta đi tìm diện tích của hình vuông, hai hình vuông EGHK và MNBQ. Ta lấy 20 × 20 × 2 bằng 800 m². Có 800 mét vuông này có nghĩa là mỗi một hình vuông có diện tích 400 mét vuông. Có được diện tích hai hình vuông, diện tích hình chữ nhật. Vậy ta đi tìm gì nữa nào? Cô mời con. Đúng rồi, ta đi tìm diện tích cả mảnh đất này. Vậy diện tích của mảnh đất là ta làm sao? À, đúng rồi, cảm ơn con. Ta lấy diện tích của hình chữ nhật ABCD cộng với diện tích hai hình vuông, ta sẽ ra được kết quả diện tích cả mảnh đất. Cảm ơn các con. À, diện tích mảnh đất là, ta lấy 2807 cộng 800 bằng 3607 m², đáp số 3607 m². Cô cảm ơn các con. Đây là cách thứ nhất để các con chia mảnh đất này thành hình chữ nhật và hai hình vuông. Bên cạnh đó, cô cũng có cách thực hiện thứ hai, đó là cô chia cái mảnh đất này thành ba hình chữ nhật. Đó. Hình chữ nhật 2 và hai hình chữ nhật bằng nhau, đó là hình 1 và hình 3. Các con quan sát nhé.
Như vậy, muốn tính diện tích một hình có hình dạng đặc biệt, ta làm như thế nào? Cô mời con. Đúng rồi, cô cảm ơn con. Muốn tính diện tích một hình bỏ. Muốn tính diện tích một hình có hình dạng đặc biệt, ta làm như sau. Thứ nhất, ta chia hình đã cho thành các hình quen thuộc. Vậy hình quen thuộc đó là hình vuông. Thứ hai, hình chữ nhật, hình tam giác, hình bình hằng và hình thoi. Bước thứ hai, ta xác định kích thước các hình mới tạo thành để tính diện tích từng hình nhỏ. Bước thứ ba, đó là ta tính tổng diện tích các hình nhỏ. Song song đó thì các em cũng cần phải lưu ý, có rất là nhiều cách chia hình đặc biệt thành các hình nhỏ có hình dạng quen thuộc, nhưng ta nên chọn cách chia đơn giản nhất, thuận tiện cho việc tính toán nhé các em. Để các con có nắm được hay không qua bài học hôm nay, thì cô mời các con sang cái hoạt động thực hành. Bài 1. Đọc giúp cô nào. Cảm ơn con. Bài 1. Ta tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên. Đây, hình vẽ. Hình vẽ có dạng chữ T và có các số đo tương ứng. Các con hãy giúp cô chia mảnh đất này ra thành những các hình nào, thành các hình nào. Rồi, cảm ơn con. Rồi, ta có cách để mà chia cái hình này ra như thế này đây. Thứ nhất là chúng ta chia hình chữ T này thành 3 hình như sau. Thứ nhất là hình chữ nhật, hình thứ hai là hình vuông, hình thứ ba cũng là hình vuông bằng với hình chữ nhật 2. Các con nhớ đánh số vào nhé. Cách thứ hai, ta có thể chia thành hai hình chữ nhật như sau. Vậy trong hai cách chia trên, các con thấy cách nào, cách chia nào là đơn giản nhất? Cô mời con. Đúng rồi con, đó là cách thứ hai. Vậy ta chọn cách hai này để thực hiện bài giải nhé. Rồi, cô mời các con cùng thực hiện bài giải giúp cô nào. Rồi, các con quan sát từ đoạn này đến đây là bao nhiêu nào, số đo là đúng rồi là 3,5 mét. Rồi, đoạn này từ đây đến đây là bao nhiêu, cũng là 3,5 mét. Vậy đoạn giữa này là bao nhiêu, cô mời con. Đúng rồi, cảm ơn con. Độ dài đoạn giữa này chính là 4,2 mét. Vậy các con đi tìm được diện tích của hình 1 và hình 2 không nào? Rồi, cô cảm ơn con. Hãy thực hiện giúp cô bài tập này nhé.
bạn nào có cách trình bày. Cô mời con. Đúng rồi, thứ nhất, chúng ta đi tìm chiều dài của hình chữ nhật 1. Nó còn lấy 3,5 cộng 4,2 cộng 3,5 bằng 11,2 mét. Có được chiều dài của hình chữ nhật 1, các con đi tính gì nữa nào? Rồi, đúng rồi, cô mời con. Cô cảm ơn con. Ta đi tìm diện tích của hình chữ nhật 1. Giỏi lắm. Ta lấy 11,2 nhân 3,5 bằng 39,2 mét vuông. Bạn nào thực hiện cho cô diện tích hình chữ nhật 2? Các con hãy quan sát. Để tính được diện tích hình chữ nhật 2, các con phải cần có những dữ kiện nào ha? Đúng rồi, đó chính là chiều dài và chiều rộng. Vậy chiều dài của hình chữ nhật này hay của hình chữ nhật 2 là bao nhiêu? 6,5 mét, đúng rồi đó con. Vậy chiều rộng của hình chữ nhật 2 là bao nhiêu? Cô mời con. Đúng rồi, cô cảm ơn con. Đó là 4,2 mét chiều rộng của hình chữ nhật 2. Vậy các con tính được diện tích hình chữ nhật 2 không nào? Rồi cô mời các con. Bạn nào trình bày giúp cô nào? Cô mời con. Đúng rồi. Ta có diện tích hình chữ nhật 2 là 6,5 nhân 4,2 bằng 27,3 mét vuông. Có được diện tích của hình chữ nhật 1, diện tích hình chữ nhật 2, các con đi tìm diện tích toàn mảnh đất này được không nào? Rồi, cô mời các con cùng thực hiện. Cô mời con trình bày. Rồi, cô cảm ơn con. Đúng rồi đó con. Ta tìm diện tích mảnh đất là ta lấy 39,2 cộng 27,3 bằng 66,5 mét vuông. Đáp số 66,5 mét vuông. Qua bài tập 2 này, cô thấy các em thực hiện và nắm bắt rất vững. Thứ nhất là về cách chia hình. Thứ hai là cách tính được diện tích của các hình. Cô chúc mừng các em đã có bài giải đúng. Chúng ta sang phần củng cố. Trong hai cách chia mảnh đất sau, cách nào lại đơn giản nhất? Cô mời các con hãy chỉ giúp cô nhé. Cô mời con. Rồi, cô cảm ơn con. Đúng rồi đó con. Trong hai cách chia trên, cách hai là cách đơn giản nhất. Như vậy, muốn tính được diện tích của một hình đặc biệt, các con có nhiều cách để chia hình đó thành các hình nhỏ có hình dạng quen thuộc. Sau đó các con chọn cách chia đơn giản nhất để thuận tiện cho việc tính toán nhé các con. Để
Đây cũng là cái bài tập thứ hai trong sách giáo khoa. Các con có thể về nhà thực hiện bài tập này giúp cô. Cô cảm ơn các con. Qua tiết học hôm nay, cô thấy các con nắm bài rất vững, thực hiện được diện tích của các hình. Và con chia hình rất là chính xác. Cô có lời khen các con. Về nhà, các con thực hành cho cô đo diện tích cái bảng con và quyển sách toán lớp 5. Khi thực hành đo thì các con lưu ý chúng ta đặt thước bắt đầu ở vạch kẻ số 0. Các con lưu ý cái này nhé. Thứ hai là các con đo để tiết sau các con trình bày kết quả cho cô và cả lớp cùng nghe nhé. Về nhà, các con xem lại bài và nội dung bài học hôm nay và chuẩn bị cho cô bài sau, đó là bài luyện tập về tính diện tích tiếp theo, sách giáo khoa trang 104. Cô chúc các em luôn vui, khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Thân ái chào các em.